Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với video tiếp theo của nhà mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa tất cả mọi người đi để ngắm cảnh và để trải nghiệm khám phá về một dòng suối mà mình nghĩ là một dòng suối đẹp nhất trong vùng Mường Bi, Tân Lạc cả nhà. Và ngày hôm nay thì anh em mình cũng chuẩn bị đồ câu, mồi câu để anh em mình sẽ đi câu cá bống. Xin mời tất cả mọi người cùng trải nghiệm với nhà mình nhé. Hôm nay thì anh em mình đã đem sẵn mồi câu đi rồi cả nhà. Anh Tiệp thì đang vót cái cần tre để làm cần câu. Mồi câu của anh em mình ngày hôm nay câu bằng giun đất thôi cả nhà ạ. Lát nữa thì anh em mình sẽ đi dọc từ dưới này lên và đi đến bao giờ không thể đi được nữa thì thôi. Không biết là ngày hôm nay chuyến đi của anh em mình thì có kết quả gì không. Nếu mà câu được cá bống thì anh em mình sẽ chế biến một món ăn gì đó để cùng ăn với tất cả mọi người. Yeah. Rồi có con cua ăn rồi. Con cua rồi. Được. Con suối này thì có một cái rất là hay, đó là nước nó có màu xanh ngọc bích và nó luôn trong quanh năm luôn cả nhà. Ngay kể cả khi mà có nước lũ, mưa lũ đổ về thì nước nó vẫn trong. Có cua không anh? Các bạn có thể thấy đá ở đây thì hầu như nó giống nhau. Nó gồm rất nhiều những lớp đá mỏng xếp chồng lên nhau. Và nếu như mà các bạn biết tận dụng á, thì mình cũng có thể lấy những tảng đá này để đặt lên bếp lửa để nướng thức ăn được cả nhà. Phía đằng trước thì đã có một con gành ở cả nhà. Và lát thì anh em mình sẽ phải trèo và vượt qua con gành này để lên được đoạn suối ở bên trên. Và chính ra cái đoạn suối trên là đoạn hay có nhiều cá bống hơn. Còn mình đi đằng dưới này là để quay cảnh đẹp cho tất cả mọi người thôi. Có một sự khác biệt của dòng suối này cả nhà.
đó chính là nó không chảy êm và chảy mượt như những dòng suối khác. Bởi vì là địa hình ở khu vực này là địa hình đồi núi, và ngay cả dòng suối này thì nó đang chảy quanh dưới chân một ngọn núi, một dãy núi. Chính vì những điều đó nên nó tạo nên những dòng chảy xiết và rất là mạnh, và nó cũng tạo ra những con gành và con thác. Chính vì thế nó mới tạo nên sự đặc biệt và tạo nên vẻ đẹp của con suối này. Nước thì trong quanh năm cả nhà, tuy nhiên thì nó vẫn có rất nhiều rong rêu bám trên những tảng đá mà anh em mình đi qua. Chính vì vậy là anh em mình phải cẩn thận, thật sự cẩn thận và nắn nót từng bước một. Nếu như mà chẳng may mình sơ sẩy và trượt chân thôi thì có lẽ là xin phép tất cả mọi người mình kết thúc luôn cuộc đời của mình và video tại đây luôn. Và dòng suối này thì lại làm mình nhớ đến một tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Tuân. Đó là tác phẩm Người lái đò sông Đà. Ở trong Người lái đò sông Đà thì con sông Đà được ví như là vừa hung dữ lại vừa trữ tình. Ở đây thì nó cũng vậy. Ở đây thì cũng có những đoạn dòng chảy rất là êm và có những con thác chảy rất là mạnh. Ở đây cũng có vách đá, cũng có những tảng đá lớn luôn. Và mình có thể liên tưởng, mình có thể ví cái dòng suối này nó gần giống như là một phiên bản thu nhỏ của dòng sông Đà, được miêu tả trong tác phẩm Người lái đò sông Đà. Ở đây có những tảng đá vân xanh rất đẹp này mọi người này. Và có một điều đặc biệt nữa, đó là mình có thấy rất nhiều những tảng đá có màu sắc, nó không giống so với những tảng đá xanh bình thường, mà màu sắc của đá nó có màu xanh ngọc cơ cả nhà. Mình cũng không biết là màu xanh ngọc của đá và màu xanh của nước nó có mối quan hệ tương thích gì với nhau không, hay là có sự phản chiếu gì không khi mà nước ở trong này quanh năm nó có một màu xanh biếc như này.
Mình vừa tìm thấy một tảng đá rất là đẹp này ạ. Để mình rửa cho tất cả mọi người cùng xem. Nó gần như kiểu đá hoa cương ấy này ạ. Đây, thẳng lì luôn. Đó. Đây, bạn này gỡ thế nào? Đây, đây, đây. Mùi ăn, mùi ăn quá. Ăn tận trong này mà. Đây nữa này. Khiếp thật. Sâu quá. Này phải lấy dao. Mổ rồi. Luôn đấy, mổ luôn thật rồi. Rồi. Này sao lấy được? Này phải lấy dao. Này tận trong mang à. Đây mà. Ê. Thôi, tắt mẹ. Nó quay mà. Nó quay đây. Bắt nha bạn nhá. Rồi đi chị. Ôi. Rồi. Nó đang cua kìa. Đâu cứ nặng mày có đây à? Hả? Nó có con mì đó. Đi câu thì cũng được một chút cá bống này cả nhà này. Có cả con to lẫn con nhỏ luôn. Vẫn còn nhiều lắm nhưng mà anh em mình chỉ lấy đủ thôi. Bằng này thì có lẽ là đủ để cho mấy anh em mình thưởng thức rồi. Đây là cá bống của suối. Cá bống suối nên là thịt nó rất là ngon. Nếu mà không đem theo thịt gà thì chỗ cá này cũng đủ để cho anh em mình ăn rồi, thoải mái rồi. Đây chính là thành quả của anh em mình. Hiện tại thì chế biến, sơ chế các thứ sạch sẽ rồi cả nhà. Cạo vẩy, bổ đầu các thứ rồi. Bây giờ thì lấy cái kẹp để kẹp vào ướp cho vị thôi. Nướng thôi. À ướp gia vị đấy nhỉ. Đây mình có chuẩn bị hai kẹp rồi. Hai kẹp này chắc là đủ. Không biết gà chín chưa? Thơm nước mũi rồi đấy. Chín chưa anh? Vàng rồi, chín rồi. Bây giờ hạ xuống nó dần thôi.
À, này, cua chín rồi à? Hình như được nhiều mà nhà sẽ có bằng này. Được mỗi ông một con xong đấy. Đây cả nhà ơi. Ở đây của anh Nam này. Ở đâu? Tưởng là anh tiệp được con này. Vẫn được mỗi người một con. Con này chắc là chia 4. Đã lâu. Món ăn của anh em mình ngày hôm nay thì gồm có một ít thịt gà và cá bống suối mà anh em mình đi câu, và có cả mấy con cua đá nữa. Sau gần 5 km vượt suối thì giờ đây đã đến lúc anh em mình ngồi lại với nhau để thưởng thức về những thành quả của cả buổi chiều đi câu và khám phá về dòng suối này. Và cũng là lúc để anh em mình ngồi lại bàn về những dự định tiếp theo để có những video hay hơn để gửi đến cho cả nhà. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng ăn chiều với tất cả anh em mình nhá. Thôi, mời anh em thôi. Mời em nhá. Mời ăn cá đâu. Đặc sản. Cá bống. Cá của đã lốt. Đây cả nhà ơi. Cá bống này. Món cá này nếu mà kho thì chắc là ngon hơn nhỉ. Nhưng nói chung là ăn ở ngoài rừng như thế này thì cái gì cũng cảm thấy ngon thôi. Nào mời nào. Xin mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người nhá. Em được chống với cả Phạm. Hơi động, quả này hơi động. Rồi, mời tất cả mọi người nhá. Nếu như các bạn yêu thích du lịch, thích khám phá và thích trải nghiệm về những điều mới mẻ thì các bạn cũng có thể là liên hệ với anh em mình để cùng đi trải nghiệm với anh em mình nhé. Bây giờ thì cũng đã sắp chiều rồi, có lẽ là xin phép tất cả mọi người, anh em mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video sớm nhất của anh em mình nhé. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.